Thời gian cận Tết năm nào cũng vậy, tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai gần như ngày nào cũng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc rượu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan. Đáng chú ý trong đó nhiều ca được xác định là ngộ độc methanol trong tình trạng rất nặng, nguy kịch. Dạ vâng, ngộ độc rượu methanol tức là rượu có pha cồn công nghiệp hoặc là rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ thì rất là nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng. Đại diện của trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã đặc biệt cảnh báo như vậy. Nguy hiểm là ở chỗ khi mà uống phải loại rượu này thì lúc đầu cũng chỉ say như là rượu thông thường thôi, nên là người bệnh thường rất là chủ quan. Nhưng mà đến khoảng 1-2 ngày sau khi uống thì bệnh nhân mới có biểu hiện là mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh, thở sâu, co giật và hôn mê. Khi mà đến bệnh viện thì hầu hết những trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt, tụt huyết áp và ở trong tình trạng nguy kịch. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thì khi đã uống rượu bia không có ngưỡng nào là an toàn cả. Nếu có uống thì cũng không nên uống quá 2 đơn vị cồn một ngày đối với nam giới, có nghĩa là chưa đến 2 lon bia. Nữ giới thì chưa đến 1 lon và cũng không nên uống quá 5 ngày trong một tuần. Đó là khuyến cáo của các chuyên gia. Quý vị xin lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, đặc biệt là trong thời điểm này, lễ Tết cuối năm khi mà thời điểm sử dụng rượu bia tăng cao. Xin trở lại với trường quay ạ.